À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình nhà nội làm món kagi vịt. Đây là đang nấu nước nè các bạn, nấu nước để mình nhổ lông vịt. Hôm nay mình sẽ ăn món kagi chấm bánh mì nha các bạn. Này con vịt hòa lan nè các bạn. Vịt hòa lan thì nó bự con. Cái con vịt này thịt nó ăn ngon hơn con vịt đấy nào nội. Ngon hơn con vịt. Vịt trắng mà nó thịt nó đen. Ngon vịt trắng. Này. Thịt không. Con bắt cái đầu bắt cái chân. Con vịt này nó 25 con nè. Đây nội đang chặt dừa. Đây mình làm chặt dừa nạo lấy nước cốt. Biết cái này đầu tiên nó xem nhé. Môn ha, nãy nội môn ký luôn hả nội? Nửa ký luôn là 2 ký. Đây mà dồn lại không có bao nhiêu đâu. Hơi nhiều quá. Nó bị uống. Tháng này nắng quá là để mau hư. Nó nhiều ta mua hôm qua bán không hết để bên ai nữa.
mà đâu cần ăn thịt ăn gì đâu, vịt gà nè ăn phao câu phải là nó có cái dòng cái đó cái lùng mà phải vậy dạ. Ăn mà hơi da mặt đẹp lấy chép thôi, con hút muối lại đằng bữa. Nội đang chặt thịt vịt kia, chút xíu mình nấu cái này đi. Ngoại nuôi heo bò không à? Này mình nạo dừa nha các bạn, tí xíu nữa mình vắt nước cốt. Làm ca ghi thì có nước cốt dừa nó mới béo, mới ngon. Người đắng người đây không ạ. À đây nội ướp và thịt. Này mình có cái gì trong này nội? À mà đường, muối, đường ngọt. Có tỏi phi nữa. Tỏi phi. Ra ngoài không? Đây là khoai môn với lại củ hành. Này là bột nghệ hả nội? Ừ, bột nghệ đó nè. Đây thịt mình ướp đó, như vậy là nó có bột nghệ vô nó vàng rất là ngon. Đây có xả nữa nè. Xả này rồi nấu chín ra mình vớt ra. Đó. Xả giờ nó mới thơm hả nội? Ừ. Đó. Đường, bột ngọt hả? À, với lại hạt nêm, muối. Đó, đường rồi đó. Rồi cái mình bắt chảo lên mình xào. Cho nó khô rồi mình mới... Ở đây mình sắc khoai môn nè. Đây chấn, chấn bằng cái chấn. Đây, nó có cái hình khía đẹp. Bốn đi mà cái đầu bự lần bốn. Lâu lâu về được vỗ béo. Khoai môn nó có hai loại nên nội. Ừ, cái loại nội mua đó loại khoai môn sáp, cái đó nó mới ngon, nó thơm lắm. Cái sáp là cái màu hơi sạch, ngã sạch, sạch. Cái đó làm bốn nó ngang dáng. Đựng nhỏ quá con, cho nó bằng bằng nhau, nó chín nó mới đều. Nó bự cái nhỏ đi. Nó mới đều. Chị nãy để gì luôn lại mua rồi chị. Nha. Mình sợ gì luôn. Để ăn thử hai loại coi nó sao. Rồi. Đây sau khi ướp thịt xong thì mình xào lên nha. Đây nấu bằng lò than. Này xào nhờ cho cái thịt này nó khô lại đó hả nội? Nó săn lại hả? Đổ nước nấu. Dạ. Để xả cho thơm không ạ? Chiên khoai nè. Dạ. Này chiên cho nó chín không nội? Chiên cho nó hơi chín á. Hơi chín rồi hả? Ừ, đồ ăn chín thì mình để vô nó không có nhựa đó. Dạ. Đây mình chiên khoai môn ha. Đây.
Đây, nồi ca ghi này lớn lắm mà nội. Đây là thịt sau khi để vô trong cái nước cốt á, các bạn thấy cái màu rất là đẹp. Này nó vừa hòa lẫn với cái màu nước cốt và màu nghệ, màu vàng rất là đẹp. Này củ hành nội sắc, thấy xíu nữa lai môn với lại ca ghi chín thì nội để này vô. Cái này nó cũng ngọt nước đấy hả nội? Ừ, ngọt mà nó thơm. Đây nội đã để khoai vào nồi ca ri. Đây là món ca ri của mình cũng đã sắp chín rồi đó. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Chút nữa nó mới để củ hành hả nội? Ừ, chín nha, mới để củ hành vô. Đây cho củ hành vào nữa thì nồi ca ghi của mình rồi đã, chín rồi đó. Rồi đó, rồi hết. À, đẹp quá. Đây mình xắt bánh mì để ra dĩa. Chút nữa thì chấm ca ghi. Vì bánh mì đẹp quá. Qua đây nè ngồi con. Ngồi dưới nè, ngồi dưới đây đi. Không, ngồi dưới.
đưa đâu. Lên ngồi lại. Cái kì kìa. Còn cái lạnh hả? Em nó mong ớt. Mới giờ không nên nó mong. Thôi mong mà nó dẻo quá nội.